Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến vườn mai của em Trơn để quay giới thiệu chú vị và các bạn một số mai đây ha. Đây, chào Trơn. Dạ em chào anh Tuấn, em chào hết tất cả cô chú anh chị của kênh Mai Vàng Quý Dừa. Thì hôm nay em tiếp tục về giao lưu của chú anh chị mình 40 cây mai giảo Thủ Đức nha. Thì bông nó từ 6 đến 12 cánh. Địa chỉ của em nhận là ở xã Phú Trung, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại em là 0868635363, số Zalo em luôn. Thì hình thức giao cây em nhận là bao ship toàn quốc. Thì có số cây còn lá thì quay xong em lặt lá em mới giao cho cô chú anh chị mình nha. Thì lô mai rồi, cô chú anh chị mình cũng đã ủng hộ. Hy vọng cô chú anh chị mình lô mai này cũng ủng hộ giùm em. Thì giá nó cũng có vài trăm ngàn mà bao ship nó rất rẻ. Hy vọng mình vô cây đầu tiên đi. Bên này ha. Hy vọng hoài. Số đánh sai em. Mình lấy lại số 1 từ đầu. Rồi, quay trở lại cây số 1 ha. Dạ. Cái này thì mình lấy chiều cao khoảng 1m3 thôi anh. Tàng ngang thì mình lấy khoảng 60 70 vẫn được. Rồi, có cái hoa đẹp quá. Héo rồi. Hoa bị hơi bị héo. Nó bị nhiều cánh dàn nghệ. 4 6 8 cũng cả chục cánh đây ha. Dàn nghệ luôn. Bướng lên cái nó hơi bị mất sức. Với trời thời tiết dạo này nắng quá, nắng lên nó thấy không chịu không nổi ha. Người ta còn héo mà lấy gì mai. Rồi, cái hoành luôn đây quý vị. 19 hoành anh. 19 hoành, tay cầm đều 300 ngàn anh. 300. Rồi, tay cành đẹp luôn ha quý vị, bông đẹp ha. Rồi, giá cũng đẹp luôn. Rồi, cây luôn. Rồi, mã số 2, thằng còn do. Cây số 2 thằng còn do. Cây này mình lấy chiều cao khoảng 1m4. Thằng ngang thì khoảng chắc 1m hơn á. 1. Còn do ha. Đây, cho cái dưới bắn lên quý vị ơi. Lá này còn khá là nhiều ha. Quay chậm chậm cho quý vị xem nè. Đó. Xương cành ha. Rồi, vô hoành nè quý vị. 19 hoành anh. Rồi, xem dòng đế luôn nha. Cũng có cái cụ đế rồi quý vị. Đấy. À, cũng có cụ có đế ha. 400 anh. Rồi, 400 quý vị. 400 được cây mai đẹp vậy ha. Rồi, xuống cây luôn. Số tiếp theo luôn, số 3 ha. Số 3. Cây này thì chiều cao mình lấy khoảng 1m1. Rồi ngang thì mình khoảng lấy khoảng 60 anh. Rồi. Này lá thưa thưa cũng dễ thấy xương cành quý vị. Thưa, xương cành dễ thấy nè. Cành nó. Rồi, vô hoành luôn ha. Mười tám hoành anh. Rồi, hoành 18 đế khá quá nè trời, cho anh dòng nghe trời. Đó, đế cũng bự bự tứ diện ha. Rồi, giống luôn như em. 250. Rồi, 250. Xương cành cũng đều. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 4 ha. Cây này thì mình lấy chiều cao khoảng cũng khoảng 1m1 đi anh. Rồi, ngang thì mình lấy khoảng 60 70 cũng được. Rồi, xây tiếp luôn. Đó, xương cành nào quý vị, cho một vòng nữa đi em. Rồi, vô hoành nha quý vị. Còn đế nào hết, còn đế nào hết nói. 20 anh. Rồi, 20 hoành. Đế cộng được. Rồi, giữ luôn như em. 300 anh. 300 luôn quý vị. Rồi, xuống cây luôn ha. Rồi, mã số 5 luôn quý vị. Cái đẹp đẹp ơi. Rồi, mã số 5. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m đi anh. Thằng ngang thì khoảng 60. Tàn gọn gọn ha. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Mười chín hoành anh. Rồi, 19 hoành. 250 anh. Rồi, 250 ngàn. Rồi, xuống cây luôn, qua cây mới luôn. Số 6. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m3 anh. Rồi. Tại ngang cái này thì chắc khoảng 70. Ngang khoảng 70. Còn do. Lá thừa thừa cũng dễ thấy xương cành ha. Rồi, vô cái hoành nó luôn nè quý vị. 18 hoành anh. 18 hoành đúng. 250 anh. Rồi, 250 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, em này hoành bự bự rồi nè quý vị. Số 7. À, số 7. Cây này thì em lấy chiều cao khoảng 1m2 đi anh. 25 của 25. Bạn nghe chắc khoảng 1m1 á. Rồi. Thằng điều. Đây, xương cành luôn quý vị. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. Đây này có cái đế cũ của chảng.
25 hoành anh. Rồi, cái này bự. 25 hoành. Đó, cái đế quá trời, cũ đế quá trời. Rồi, vô luôn nhiêu đem? Cái này em vô luôn 800 anh. Rồi, 800. Rồi, xuống cây luôn. Qua mặt sắt tiếp theo cái gì? Số 8. Rồi, số 8. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m2 anh, tầng ngang thì khoảng 70. Rồi. Bông nó thì dằn nghệ không mà tại giờ nó mất héo nước rồi. Nó bứng lên nó héo rồi. Rồi rớt rồi, đụng rớt luôn rồi. Đụng rớt cái dưới đâu quý vị. Bông nó dằn nghệ luôn. Xuyên cảnh khá quá đây quý vị. Có cũ luôn, có duyên luôn. Đó, nó rớt cái bông á. Rớt dính dưới đây nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 cánh bị héo quá quý vị. Nó héo lại còn một xíu à. Rồi có cái phụ đế ha. Rồi, rồi, cái hoành nó luôn. Em mới qua anh. Có cái cụ tròn tròn, tay cành cũng khá. Dạ. 3,5 anh. À, tay cành nó gì cũng khá ha. À, giá 3,5. Rồi, xuống cây luôn. Còn mã số tiếp theo luôn ơi quý vị. Số 9 anh. Rồi, mã số 9. Bỏ mấy cây lá non rồi. Lùng lùng. Này mình lấy chiều cao khoảng 1m đi anh. Tầng ngang thì chắc khoảng 60 70 vậy, 70. Cái cách tầm đó ha quý vị. Xuống cành nó cũng lực lên. Alo. Rồi. Rồi, cành đều ha. Rồi, cái quả nằm nó luôn nha quý vị. 19 của anh. Rồi, 19. 300 ngàn anh. Rồi, 300. Rồi, cây luôn. Còn mã số tiếp theo luôn quý vị. Đúng rồi. Cái này thì chiều cao khoảng 1 mét anh. Là ngang thì khoảng 50 anh. Rồi. Gọn. Cái này thì xả tàn được. Lại có cái đế đẹp. Rồi mình xuống cái bộ đế ha. Tại bộ đế nó kìa. Rồi. Này 48 giờ luôn chứ mà em 4 giờ nha. Rồi, chỗ nào có luôn à, trời. Bắt kẹo luôn. Nhỏ mà đế cũng dữ quá ha. Dạ. 18 quá anh. 18 quá. Cho luôn nhiêu đem? 400 anh. Rồi 400 ha. Rồi xuống cây luôn. Rồi qua mã số tiếp theo luôn. 11. Rồi, mã số 11. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m2 anh, là ngang thì mình lấy khoảng 60. Rồi, lực lực lực. Rồi, xuống cái hoành nó nha quý vị. Con dòng đế luôn nghe trực. Đế thử ra đây ok. Cũ quá trời. À, lấy nói chung là đế lực ha. Đế bự thôi, công bự. 20 anh. Rồi, hoành 20. 300 anh. Rồi, 300 ngàn rồi quý vị. Bao ship tới nhà. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 12 anh. Mã số 12. Cái này thì lấy chiều cao khoảng 1 mét anh, tầng ngang thì khoảng 70 đi. Rồi. Cái 10 70 cũng được. Rồi, vô quỳnh nó không có gì. Đế này cũng khá lắm nè. Đó, giáp vòng với cộng bự bự ra ha. Rồi, cái quỳnh luôn. 18 quanh anh. 18 quanh để khá như quý vị. 250. Rồi, 250 ngàn. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 13. Rồi, mã số 13. Cái này thì lấy chiều cao khoảng 1m2. Là ngang thì khoảng 60. Đây, thân cành em nói đây quý vị. Nhanh quá trời ơi, xem không kịp. Nằm bên tại cái trớn các bạn anh. À, nó có cái trớn này không? Quay lại cái nó quay cái vụ. Đó. Ốc thân hơi cao ha. Rồi, mình vô cái hoành em nói quý vị. Mười tám hoành anh. 8 hoành. 300 anh. Rồi, 300. Rồi, qua cây mới rồi quý vị. Mã số 14 anh. Rồi, 14 tầng nhỏ nhỏ. Cái này thì chiều cao khoảng 90. Tầng ngang thì khoảng 60. Rồi, quý vị ngắm cái kỹ sư cành ha. Lá thịt thưa dễ thấy nè. Rồi, vô hoành luôn. Chè. Giật lá này thấy được. 18 quá anh. 18. 250 anh. Rồi, giá 250 ngàn. Mười mấy ta? 14 phải không? 14. Rồi, qua mã số tiếp theo luôn. 15 quý vị ơi. 15 anh. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m2 anh.
Rồi ngang thì khoảng 60-70 gì á. Không, đó, nó rụng cánh hết mẹ rồi. Rồi, hiện tại thì 2, 4, 6, 7 cánh đây. Hiện tại 7 cánh em vòng dàn nghệ đẹp ha. Rụng hết mấy cánh. Rồi, cành kích 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 nào quý vị. Đó. Rồi, vô cái quành em nói luôn nè quý vị ơi. Bông nãy quý vị cũng đã thấy ha, 7, 8 cánh mà vòng dàn nghệ đẹp ha. 18 quên anh. Rồi, vô luôn nhiêu đây em, quành 18. 300 anh. 300 rồi quý vị. Rồi, những cây luôn. 16. Rồi, mã số 16. Cái này thì lấy chiều cao khoảng 1m3 anh. Rồi ngang thì chắc khoảng 1m1. Sừng cành cũng ngang 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 ha. Cũng thích quá đây rồi quý vị. Rồi, vô quành luôn. Em 2 quành anh. Rồi, quành 22. 450 anh. Rồi, giá 450.000. Rồi, xuống cây luôn. 17. Rồi, mã số 17. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m25. À, nghe thì cũng khoảng 1m1. Cây tàn đều. Nghe. Đây, từ từ nha. Em bớt, mình xem không kịp. Giá có vài trăm ngàn được một cây mai mình chơi Tết. Cây này đều quá nào, quý vị tay cành đẹp ha. Giao tới nhà luôn. Rồi, vô đế luôn đây, rồi, đế luôn. Đế đẹp luôn anh. Anh hay quá, anh quay tàn mà anh để ý cái đế luôn hả? Mắt tí lia vậy đó. Đó, đế này đế đều luôn. Vô cái hoành thôi. 20 anh, tàn đẹp, đế đẹp, đẹp luôn. Đế đẹp nè, này thân nó nuôi bắt trúc như quá vậy. 700 anh, người ta 19 không? Anh này á, rồi, cũng cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 20 anh. Cái này thì lấy chiều cao khoảng 1m1, tầng ngang thì lấy khoảng 60 đi anh. Cây nào cũng bông vàng nghệ mà đều héo hết trơn. Cây cành cũng khích khích nè ha. Khá cành quá nào quý vị. Rồi, xuống cái quành luôn nha quý vị. 21 quành anh. Rồi, 21 quành. 300 anh. Rồi, 300. Rồi, xuống cây luôn. Mã số 21. Rồi, 21. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m2, là ngang thì chắc khoảng 1m. Thằng xương cành lực quá. Đó. Cụ đế. Rồi, vô cái quành luôn em. Hai mốt quành anh. Một quành. Cho luôn nhiêu em? 400 anh. Rồi, 400. Rồi, xuống cây luôn. 22. Rồi, 22 đây. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m3, là ngang thì khoảng 60. Rồi, vô quành em nói luôn nha quý vị. 18 quành anh. Rồi, quành 18, mã số 22. 250 anh. 250.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 23. 23. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m2. À, ngang thì khoảng 60-70 gì á. Cũng được. Khoảng đó đi ha. Dạ. Đây, thay cành xe ngang. Rồi, vô quành luôn nha quý vị. Xương ngang, khá cành ha. Rồi, múc xình đây. 21 quành anh. 21 quành. Dạ. Cho luôn nhiêu em? 350 anh. Rồi, 350.000. Số 23. Rồi, tiếp tục luôn, mã số 24. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m3 anh. Thật ngang thì khoảng 80. Rồi, xuống cạnh đây. Khá cành ha. Là cành điều luôn á. Điều chứ không phải khá đâu. Rồi, vô hoành em nói luôn nha quý vị. Hai mốt quành. Rồi, hoành 21. 350 anh. Rồi, 350.000. Khoan.
Hai mấy là 24 không? 24. Rồi, qua cây mới luôn quý vị. 25. 25. Này lấy chiều cao khoảng 1m1 anh, thằng ngang thì lấy khoảng 80 đi. Tại cũng lực không. Này lật lá là nhìn xương cạnh lực. Rồi, vô hoành luôn em. Xương cạnh ha. Rồi, vô hoành luôn. Em 3 hoành anh. Rồi, hoành 23. 3,5 anh. Rồi, giá 350.000. Rồi, xuống cây luôn. Rồi, mã số tiếp theo luôn. 26. Cây này thì mình lấy chiều cao khoảng 1m2. Ngang thì lấy khoảng 60-70 cũng được. Cây xương ngang ha. Ngang. Xương ngang sẽ đẹp quá nè. Ngày hôm mấy rồi ngáo? Cây đó hôm mấy rồi? 26 rồi. 26 phải không? Ngày 26 nè. Rồi xương ngang. Rồi vô cái hoành luôn nha quý vị. Vừa 19 hoành anh. 19 hoành. Dạ. Này xương ngang đẹp ha. 300. Rồi 300 quý vị. Vào ship luôn. Rồi. Qua cây mới luôn quý vị ơi. 27. 27. Cây này thì mình lấy chiều cao khoảng 1m3, thằng ngang thì chắc khoảng 90. Rồi, tầm 80 90 gì dạ. Đó. Cây này có một đế nôm đẹp quá. Rồi cho vòng đế luôn anh. Đế nôm vàng thật. Đều luôn ha. À, đều luôn. Rồi vô cái hoành luôn. 20 anh. Rồi hoành 500 anh. Rồi 500. Rồi xuống cây luôn. Qua cây mới của gì? Số 28 anh. Cái này thì mình lấy chiều cao khoảng 1m15, ngang thì khoảng 60. Đó, vô hoành luôn ha. 20 hoành anh. Rồi, hoành 20. 250.000. Rồi, 250.000. Bao ship toàn quốc. Rồi, qua mã số tiếp theo luôn. 29 anh. 29. Rồi, cao ngang luôn. Này mình lấy chiều cao khoảng 1m15. Rồi ngang thì khoảng 60 á. Nó có trớn nó quay luôn. Rồi có cũ luôn. Rồi vô cái quanh gốc nó luôn rồi. 18 quanh anh. Rồi quanh 18. 250.000. Rồi 250.000. Khoan từ từ. 29 không? 29. Rồi qua 30 quý vị. 30. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m2 anh, thằng ngang thì khoảng 60. Đây cành đều. Đây, gì cành đây. Đó. Có đế luôn anh. Xem dòng tàn nó đi trời. Được hết cái tàn cái quý vị. Rồi vô vô đế nha. Ồ đế cũng đều. Ha. Rồi vô hoành luôn. Cắm đầu quay hơi mệt. 19 hoành anh. Rồi luôn nhiêu đem? 350.000 anh. Mã số 30 tặng điều. Rồi mã số 31 đây. 31. Cây này mình lấy chiều cao khoảng 1m2, tặng ngang thì khoảng 50 đi anh. Rồi xuống cành ha. Này xấu cây tốt cũ hay gì ta. Cành thì nó cũng đều nè. Cũng được. Đó. Đó tệ rồi. Này sao? Rồi. Quá là nhìn đẹp lắm. Cái hoành nó nhỏ thôi chứ cành đế thì ok quá nè. Rồi vô cái hoành đây quý vị. 17 anh. Rồi. 300 anh. Rồi 300 quý vị. Đây anh cũng đặt đó ha. Rồi xuống cây. Số 32 anh. 32. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m1, thằng ngang thì khoảng
lấy 60 đi, 60 gì cũng được. À, tay cạnh dòng nó đen. À. Rồi, vô hoành luôn nha quý vị. 18 hoành lên. Rồi, hoành 18. 250.000. Rồi, 250.000. Mã số 32. 32 phải không? Dạ. Rồi, qua cây mới luôn. 33. 33 luôn. Cây này thì nó vừa cao khoảng 1m1. Và ngang thì khoảng 50. 50, 60 gì cũng được. Rồi, dấu hoành luôn nha quý vị. Để luôn. Rồi, để nó đây. Rồi, dấu hoành luôn. 18 hoành anh, 250.000. 250.000. Rồi, xuống cây luôn. Mã 34 anh. Rồi, 34 bên đây. Cái này lấy chiều cao khoảng 1m2 anh. Ngang thì khoảng 70 á. Rồi, mình vô cái hoành nó luôn nha quý vị. Hai mốt hoành anh. Rồi, hoành 21. 300.000 anh. Rồi, 300.000. Giá này đã bao ship cho cô chú anh chị, 34 ha. À, bao ship cho quý vị toàn quốc luôn nha quý vị. Rồi, cái này là em này 35. Cái này lực mà đẹp quá đây nè. Cái này chiều cao chắc khoảng 90 anh, thời lực đẹp nha. Đẹp ha. Tại ngang khoảng chắc khoảng 70 á. Lực đẹp quá, cái này về khỏi làm gì hết á, lật lá là trồng à. Rồi xuống cái đế, những con đế cũng được được. Thì đàn thì ngang khỏi bẻ luôn. Cái này có cái cũ anh. Quá rồi cũ đó. Thấy không? Nở cũ. Đế thì nó mọc cùng lum nè. Rồi. Cái này thì chưa thấy cái hoành đi ha. Chưa thấy hết. Đã hết cái này đẹp lắm. Hai mốt hoành anh. Rồi hoành 21. Cái này em giao lưu 450 anh. Rồi 450 rồi quý vị. Rồi mã số tiếp theo luôn. 36 ha. 36 anh. Cái này thì mình lấy chiều cao khoảng 1m2. Và ngang thì chắc khoảng mình lấy 70 đi anh, thấy gọn. Chú mình muốn cắt tỉa sửa lại xíu cũng được. Rồi xuống cái hoành luôn nha quý vị. Thì có đi nơm công bự bự nè. Móng. Móng à, này nguyên cái móng luôn. Cái này giống cái này nói này nó vui hơn này mấy ngón này, cái này ngón thới nha. Móng gà. Có ngón thới, con giữa. 19 quả anh rồi cái lá nó hết thân cái lá không nội rồi. 350 anh. 350. Rồi, xuống cây luôn. Móng gà. Rồi mã số tiếp theo luôn. 37 anh. Cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m1, đằng ngang này lấy khoảng 60 đi. Rồi, tay cạnh luôn. Cạnh đều luôn. Đế cũng đều luôn. Đế đây. Đấy, cũ hình dáng dáng lông thập bát trưởng. À, rồi cho cái hoành luôn ha. Có cái đế có chân chống chân chịu rồi nọ. Thì cô chú kệ nhìn kỹ nha. Chân chịu đó nè, chân chống đó nè. Chị cũng có hết này, tôi bút bên đây nha, không có rồi, dướng rồi, lên chưa. Ừ, hiểu không? Rồi hết dướng người chính của anh chứ này đo đúng là nó bự hơn. Đúng là dính cái cũ, dính cũ, có cũ đẹp nè. Giao luôn nha em. 350 anh. 350. Rồi xuống cây luôn. Rồi 38 ha. 38 anh. Ôi cái này mình lấy chiều cao khoảng 1m2 anh, tầng ngang thì khoảng 60. Coi chừng ngã nha. Không ngã. Nó vậy chứ không ngã. Hay. Trên cành cũng đều quá quý vị. Rồi. Đâu. Tôi khổ đi. Đo hoành báo giá 17 của anh. 2,5 anh. 2,5 hả? Lẹ. Nhanh lẹ thì nó xỉu. Rồi. Cây luôn. 3,39 anh. 39 đây. Cái này thì lấy chiều cao khoảng 2 anh. Ngang thì khoảng 60-70. Trong khoảng đó.
hai cạnh khá đều quá đây, chạy ngang không. Rồi xuống cái quành nó luôn nha quý vị, có đế luôn nè, cũ ôi cũ luôn anh. Rồi đế cũ cũng khá đều đây, 17 quanh anh. Rồi cho luôn nhiêu đem? 300 anh. Rồi 300, 39 mã số 39. Rồi mã số 40 là cây cuối cùng luôn. 40 này mà lấy chiều cao khoảng mét 2, ngang thì khoảng 60. Rồi thân cành luôn, cành đều quá đây quý vị, nhỏ nhỏ chứ ta về mình dưỡng lại ha. 18 quanh anh, 250.000. Rồi vẫn có lại cây cuối cùng luôn anh. Rồi hết cây quý vị. Rồi mình cảm ơn quý vị rất là nhiều ha, đã dành cái thời gian theo dõi đến kết thúc clip. Thì trong quá trình xem ưng ý mã số nào cứ alo trực tiếp cho em Trường những cái gì. Rồi xin chào, hẹn gặp lại quý vị mình tiếp sau.